Xin chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Phòng vệ Israel ngày 8 tháng 11 cho biết lữ đoàn lính dù của nước này hoạt động ở Bắc Gaza đã phát hiện cửa mở và một đường hầm của Hamas. Cùng ngày, các lực lượng Israel cũng tìm thấy một kho vũ khí chứa vật liệu hóa học, súng chống tăng, mìn và nhiều trang thiết bị thứ khác. Các đường hầm và kho vũ khí mà Hamas sử dụng đã được tìm thấy gần một công viên giải trí và một trường đại học ở dải Gaza trong các hoạt động đang diễn ra của IDF tại vùng đất ven biển, đơn vị phát ngôn của IDF tiết lộ. Tuy nhiên, lỗ mở đã bị lực lượng phòng vệ Israel phá hủy. Một chỉ huy ở Sayeret Chanhanim tuyên bố cũng đã tìm thấy một đường hầm hậu cần khác. Các đường hầm không đi qua khu vực này. Israel cũng cho nổ tung nó. Lối vào đã bị phá hủy. Một tiểu đoàn trưởng cho biết Israel đã phát hiện ra một lỗ mở đường hầm rất quan trọng, dường như dẫn đến một hệ thống đường hầm, đồng thời cho hay quân đội nước này sẽ tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng. Người phát ngôn của đơn vị phát ngôn IDF cho biết tất cả những điều này là bằng chứng nữa về việc tổ chức khủng bố Hamas sử dụng cơ sở vật chất và dân thường một cách trắng trợn, làm lá chắn sống cho nhu cầu của tổ chức khủng bố. Trước đó ngày 5 tháng 11, trong quá trình hoạt động ở khu vực Bắc Gaza, các lực lượng Israel đã phát hiện nhiều điểm và hệ thống đường hầm của Hamas. Theo quân đội Israel, các tay súng Hamas thường ẩn náu trong mạng lưới đường hầm phức tạp bên dưới mặt đất ở Gaza. Theo hãng tin Reuters, quân đội Israel đang bắt đầu giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống lại Hamas. Mục tiêu là nhắm vào mê cung đường hầm và cơ sở chỉ huy của lực lượng này ở phía Bắc Gaza. Chiến dịch này sẽ mất nhiều tháng mới có thể hoàn thành. Để tiêu diệt lực lượng Hamas, hôm 13 tháng 10, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trên bộ, tiếp tục chuẩn bị một cuộc tấn công tổng lực vào dải Gaza để tiêu diệt các tay súng Hamas nhằm giải cứu khoảng 150 con tin đang bị giam giữ. Quyết tâm xóa sổ Hamas được thể hiện thông qua các việc Thủ tướng Netanyahu tuyên bố cuộc xung đột Israel-Hamas chính thức bước vào giai đoạn 2. Hiện xe tăng của Israel đã bắt đầu tràn vào dải Gaza. Bộ binh cũng được triển khai. Một số hãng thông tấn quốc tế đưa tin về việc binh lính Israel vẫy cờ của nước này ở một số địa điểm được cho là nằm sâu trong dải Gaza. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo một trong những thách thức lớn nhất mà Israel phải đối mặt là mạng lưới đường hầm rộng khắp của Hamas dưới lòng đất Gaza. Chính người phát ngôn quân đội Israel hôm 13 tháng 10 cũng thừa nhận đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Hệ thống đường hầm hàng trăm km được ví như ca tàu điện ngầm Gaza sẽ là thách thức lớn nhất đối với lực lượng Israel khi đổ bộ vào dải đất này. Reuters dẫn các nguồn tin an ninh hôm 28 tháng 10 cho biết lực lượng trên bộ của Israel ở dải Gaza sẽ phải đối mặt với mạng lưới đường hầm của phong trào Hamas dài hàng trăm km và sâu tới 80 mét. Một con tin từng được giải thoát mô tả chúng giống như mạng nhện. Theo các nguồn tin phương Tây và Trung Đông, Hamas có nhiều loại đường hầm khác nhau chạy bên dưới dải cát ven biển rộng 360 km2, phục vụ mục đích tấn công, buôn lậu, dự trữ và những hoạt động khác. Một quan chức Mỹ cho biết, Washington tin rằng lực lượng đặc biệt của Israel sẽ phải đối mặt với thách thức chưa từng có khi phải chiến đấu với Hamas trong khi cố gắng bảo đảm an toàn cho con tin bị cầm giữ dưới lòng đất. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lưu ý trận chiến kéo dài 9 tháng của Iraq nhằm chiếm lại thành phố Mosul từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng có thể còn dễ dàng hơn những gì đang chờ đợi Israel, có thể là rất nhiều IED, thiết bị nổ tự chế và bẫy. Mặc dù Israel đã đầu tư mạnh vào việc phát hiện đường hầm, bao gồm hàng rào ngầm, được trang bị cảm biến gọi là bức tường sắt, Hamas vẫn được cho là có đường hầm hoạt động dẫn ra thế giới bên ngoài Gaza. Sau cuộc xung đột gần đây nhất vào năm 2021, thủ lĩnh Hamas ở dải Gaza Yehia Al-Sinwar cho biết họ nói đã phá hủy 100 km đường hầm của Hamas. Những đường hầm mà chúng tôi có ở dải Gaza dài hơn 500 km. Ngay cả khi lời kể của họ là sự thật, họ chỉ phá hủy 20% số đường hầm. Phần lớn nhà phân tích an ninh thừa nhận tuyên bố của ông Sinwar. Mạng lưới đường hầm kể trên là một trong số ít cách giúp Hamas đưa vũ khí, thiết bị quân sự và lực lượng vào tận lãnh thổ Israel. Hamas tin rằng với ưu thế vượt trội về quân sự trên không và thiết giáp của Israel, các đường hầm là cách để loại bỏ một số lợi thế đó khi buộc binh sĩ Israel phải di chuyển dưới lòng đất trong những không gian chật hẹp mà Hamas nắm rõ. Một phát ngôn viên của quân đội Israel giữa tuần trước cho biết, "Tôi sẽ không nói chi tiết về số km đường hầm, nhưng đây là một con số lớn được xây dựng bên dưới các trường học và khu dân cư." Cựu tướng Israel Amer Avivi, phó chỉ huy sư đoàn Gaza, được giao nhiệm vụ xử lý các đường hầm, thừa nhận
Mặc dù chúng tôi đã tấn công ồ ạt trong nhiều ngày, nhưng khả năng chỉ huy và kiểm soát, thậm chí khả năng phát động các cuộc phản công của Hamas vẫn còn khá nguyên vẹn. Có cả một thành phố ngầm ở dải Gaza với độ sâu 40 đến 50 mét. Có các bunker, trụ sở, kho chứa và tất nhiên chúng được kết nối với hơn 1.000 vị trí phóng rocket. Hamas thành lập ở dải Gaza vào năm 1987 và có thể đã bắt đầu đào đường hầm vào giữa những năm 1990. Việc đào hầm dễ dàng hơn vào năm 2005 khi Israel rút quân và dân định cư ra khỏi dải Gaza và khi Hamas giành quyền lực trong cuộc bầu cử năm 2006. Đường hầm rộng khoảng 1 mét và Hamas sử dụng tời để vận chuyển hàng hóa dọc theo sàn đường hầm đầy cát. Mạng lưới đường hầm là lý do chính khiến Hamas mạnh hơn ở Gaza so với khu bờ Tây do Israel chiếm đóng. Các khu định cư, căn cứ quân sự và thiết bị giám sát của Israel ở bờ Tây khiến việc tiếp cận từ Jordan trở nên khó khăn hơn. Xung đột Israel-Hamas đã trải qua hơn một tháng, cũng là hơn một tháng người dân trên dải Gaza sống trong cảnh lầm than giữa hai làn đạn. Thông tin mới nhất từ lực lượng công binh Israel cho biết Israel đang sử dụng thiết bị nổ để phá hủy mạng lưới đường hầm do Hamas xây dựng, trải dài hàng trăm km bên dưới Gaza và tập trung chính ở khu vực thành phố Gaza, đô thị lớn nhất dải đất. Các hạ tầng chỉ huy khác của Hamas cũng nằm trong tầm ngắm của giai đoạn mới trong chiến dịch trả đũa của Israel này. Giai đoạn này, theo các nguồn tin an ninh của Reuters, thì sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Israel cũng cho biết quân đội của họ đã tiến vào trung tâm thành phố và gây tổn thất nặng nề cho đối phương. Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã bị cô lập trong hầm trú ẩn của ông ta. Tuy nhiên, một nguồn tin khác của Reuters cho biết tình hình thực tế ở dải Gaza không như những gì mà Israel đã nói trước truyền thông thế giới. Thực chất, Israel đang đối mặt với một nhóm binh lính thiện chiến và đầy những đòn đánh hiểm là Hamas, nên Israel tiến vào dải Gaza trên đường bộ thực chất đang rất khó khăn. Nguồn tin này cũng cho biết Hamas đã thực sự tận dụng hết những gì mà những đường hầm của họ có thể làm được để tấn công Israel. Khi từ đường hầm, họ đã có những trận tập kích khiến nhiều toán binh lính của Israel phải bỏ mạng. Sử dụng đường hầm như một chiến thuật đã được Hamas sử dụng cách đây nhiều năm, nhưng khi xung đột Israel-Hamas nổ ra thì đường hầm Hamas trở thành căn cứ vững chắc cho Hamas. Tuy nhiên, những thông tin này vẫn chưa được cả phía Israel cũng như Hamas chính thức lên tiếng xác nhận. Như một sự thật mà cả Tổ chức Y tế Thế giới và Liên Hiệp Quốc đều đang thực sự lo ngại, chính là xung đột càng kéo dài, người dân càng khổ cực. Trước khi Hamas kiểm soát Gaza vào năm 2006, Israel rút quân khỏi đây trước đó một năm. Theo hãng tin Bloomberg, hệ thống đường hầm được dùng để buôn lậu. Theo thời gian, các đường hầm trở nên phức tạp hơn với hệ thống thông gió và có cả điện, bất chấp việc Israel hạn chế vật liệu xây dựng vào Gaza. Hamas trong nhiều năm đã sử dụng các đường hầm dưới dải Gaza đông dân cư để che giấu vũ khí, cơ sở chỉ huy và các tay súng. Các chuyên gia nhận định một số vị trí hầm ngầm của Hamas ở Gaza có thể sâu đến 35 mét, thậm chí được trang bị đường ray và cơ quan liên lạc. Lối vào hầm ngầm thường nằm trong các tòa nhà dân cư hoặc các cơ sở công cộng khác. Bất chấp đã chi hơn 1 tỷ USD để phát triển hệ thống phát hiện hầm ngầm tinh vi và dựng hàng rào ngăn dải Gaza, nhưng Israel vẫn thất bại trong việc ngăn Hamas đột kích lãnh thổ hôm 7 tháng 10. Hệ thống hầm bí mật đã giúp các tay súng Hamas tấn công xuyên biên giới, xâm nhập lãnh thổ Israel, khiến hơn 1.300 người thiệt mạng hôm 7 tháng 10, Bloomberg bình luận. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.